Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính, hay quan tâm đến người khác, em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay có một chút khô khan, ít nói, không có năng khiếu về nghệ thuật. Và đặc biệt là em hơi ở dơ. Em hơi ở dơ. Là sao? Cụ thể là sao ở dơ? Em rất là ít khi dọn dẹp phòng. À. Ví dụ như là cái ra giường thì thường khi mà em thay là mua cái mới luôn. Trời đất ơi, có lẽ để em chắc mà một năm hả? Nói chung nằm thúi xong rồi dục. Bao lâu thay cái ra giường một lần? Dạ chắc phải hơn một năm chứ. À. Ủa rồi em không ngứa hả? Em ngủ em không ngứa hả? Có một chút chị. Rồi có tắm không? Dạ em cũng lười tắm. Bao lâu mới tắm một lần? Dạ thì cái này nó còn phụ thuộc vào thời tiết đó chị. Ví dụ thời tắm thì cũng dơ lại thôi, bởi vì cái ra nó một năm nó mới giặt một lần mà. Thời tiết như hiện nay là bao lâu tắm một lần? Thời tiết như hôm nay là một ngày tắm một lần chị. Rồi quần áo bao lâu mới giặt? Dạ thì quần áo thì có mẹ em giặt cho ạ. Trời ơi trời. Hậu ấm ha. Sở thích cũng lạ quá, bên đây bạn gái đứng hình luôn rồi. Có sở thích gì lạ lùng nữa không? Dạ em có sở thích uống trà sữa, ăn vặt. Vô liền, nãy giờ có một cái là vô thôi. Bắt mối liền em. Về xe mô tô và xe Vespa. Có tật xấu gì không? Hay làm bẩm một mình. Vừa đi vừa làm bẩm ha. Dạ. Có sở thích gì nữa không? Em thích đếm tiền ạ. Có tiền để đếm không? Hiện tại thì chưa. Chưa là lấy tiền đâu đếm mà có sở thích đếm tiền. Dạ thì mình có ít mình đếm ít chị. À rồi là có tiền để đếm. Chắc hết rồi đó ha. Dạ. Em gái, sao em? Thấy ổn không em? Dạ cũng ổn. Ví dụ ở giờ đó em thấy sao? Dạ bình thường. Dạ bình thường. Hả? Em cũng thế. Em cũng thế hả? Cái gì? Em cũng ở giờ luôn hả? Cỡ ảnh không? Hay là ai thắng ai thua? Chắc em nghĩ là ngang 9-10 thôi. Rồi đó. Ra giường em cũng một năm không giặt luôn hả? Dạ không, cái đó là em thì hai lần năm. Vậy là em hơn anh ơi, em đây bởi vì em mới 9, anh 10 thì em 9. Rồi còn gì nữa, bao lâu mới tắm lần? Thì cũng một ngày tắm lần, nếu mà có đi đâu thì em tắm tiếp. Còn kiểu ở nhà là khỏi tắm? Dạ ở nhà em khỏi tắm. Mà em không thích dọn dẹp lắm. À. Thì như bạn Nam nói thì cũng khá giống cái tính của em. Mà bây giờ mới mốt hai chồng về lấy ở với nhau rồi. Rồi sao? Thì chịu khó dọn thôi chứ sao chịu. Ai dọn? Xe nhờ dọn. Rồi bạn gái có những sở thích gì giống ảnh không? Mà nghe ảnh nói thì em cũng có thích cái tính là ảnh thích đi mô tô với xe Vespa. Thì em thì cũng lại thích tốc độ. Ghê vậy? Em đưa mình đi tốc độ hay là mình tự lái tốc độ? Hai cái. Em có đặc biệt, có cá tính gì đặc biệt nữa không? Có cái gì dạ, hiện lạ lạ nữa không? Thì em cũng có hơi nóng tính. Có điểm tốt nào không? Với điểm mạnh của em là em thì nhanh nhẹn lắm, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát vậy thôi. Em cũng bất đồng và tự tin lắm. À, bạn trai, tình trường sao cưng? Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình ạ. Cái mối tình gần đây nhất là từ thời đại học ạ. Em quen bà đó là qua khi mà đi học Anh Văn. Và hai đứa quen nhau là được 4 năm. 4 năm dạ. Rồi sao chia tay vậy cưng? Dạ, tại vì em có nhiều cái sở thích không giống với cô ấy. À, cái vụ tốc độ rồi đó hả? Mô tô rồi đó hả? Dạ thì cái sở thích, cái nhược điểm của em là em không thích, em không có ưu điểm về nghệ thuật. Thì bạn đấy rất là thích chơi guitar, nhưng mà em là con trai gọi là học ngành cơ khí ấy, cho nên là tay chân mình nó cứng lắm, mình không học được những cái môn nghệ thuật. Có vậy chia tay hả? Thật ra là khi mà em theo đuổi người ta thì bạn đó đang giấu em quen một người khác. Chia buồn với em ha, cũng quen lâu ghê, 4 năm mới phát hiện bị cắm sừng. Tình trường đi cưng. Tình trường thì ít lắm, chủ yếu là lúc trước là ở tuổi học sinh thôi. Còn gần đây nhất là cũng có một anh đó thì em cũng biết được là anh thích mình cũng 2 năm hơn rồi mà không nói. Thử nhưng mà cũng vì một cái sở thích chung thôi. Sở thích chung là sở thích gì? Là tốc độ rồi. À. Cũng định quen nhau thôi, nhưng mà cũng không bắt nhịp được nên thôi nên em chia tay bạn. Rồi, vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cá tính thì hơi mạnh thì em cũng cần một người bạn trai thì mạnh mẽ. Để nhiều khi gái mạnh tới đâu thì nhiều khi nó cũng có những chuyện mà mình yếu đuối. Cho em dựa vô, hóc đã rồi thôi. Nên em thích mẫu người con trai cao, trên 1m7 thôi. Con trai cao nhiêu cưng? Dạ em 1m83. Được không? Dạ được. Được. Bạn trai thích mẫu người lý tưởng sao? Dạ chia sẻ luôn đi em. Dạ em thích mẫu người con gái cao trên 1m62 ạ. Mắt 2 mí, tóc dài. Có sở thích giống em ạ. Sở thích gì? Tốc độ hả? Dạ. Trời ơi, cao dữ ha. Chạy nhanh lắm hả? Bao nhiêu cây số giờ từng chạy nhanh nhất? Dạ thật ra thì em thích mô tô thôi, chứ chạy thì nhanh nhất cũng chỉ có hơn 100 thôi. Dạ và đặc biệt là em nghe nói là bạn gái đang bán trà sữa thì cái đó cũng là một cái sở thích rất là thích nhất của em. Thích uống trà sữa lắm hả? Dạ. Ngày nào cũng muốn hay sao? Hồi xưa lúc đi học là ngày nào cũng muốn. Em có men không? Dạ có. Mạnh mẽ không? Một chút. Trời ơi, hôm nay người ta cần người mạnh mẽ. Sao tôi thấy nãy giờ cứ ẹo ẹo vậy? Nó kiểu nhìn thẳng mặt tôi, mạnh mẽ lên coi. Mình đã sẵn sàng gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Tại sao lại tôi hỏi có men không mà lại nó có chút chút? Có đôi chút á, thì em thích là nhẹ nhàng một chút. Trong cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghĩ là sẽ cao. Tại vì thường những con gái đi mô tô, con gái mà thích ngồi lên mô tô thì thường phải cao với ngồi. Đôi lúc trong cuộc sống cũng có những điều ngược lại. Chắc chắn là sẽ thích ăn ngọt và ăn vặt như em. Tại vì em nghĩ là nếu mà cái người thích uống trà sữa và người thích ăn vặt á thì phải có cái đam mê để làm để đi bán trà sữa được. Rồi, ok. Chị thấy tạm ổn đó. Bây giờ sẽ qua thằng gái cao 1m83 hả? Bên kia rồi 1m38 được không? Phải chơi vui thôi chứ không đến nổi 38 đâu nha. Ô, chào em gái. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bây giờ em nghe bên đây nói giọng dễ thương không? Dạ dễ thương. Nhưng mà cao quá rồi sao em? Em thích. Anh cao dữ lắm luôn á, đi nhìn lên mệt lắm à. Được á. Các cô gái hay để nhuộm tóc, em có thích không? Đừng có quá lố rồi, xanh lá cây rồi đừng có màu hồng rồi. Màu hồng cũng được, xanh lá cây đẹp có gì đâu. Bên đây nhuộm tím rịm mà. Được không? Dạ màu tím được ạ. Được rồi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường cùng quý vị khán giả ở trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Bích Thuận. Tôi ở Gò Dầu, Tiên Ninh. Năm nay tôi 56 tuổi. Hôm nay đến để quan sát rể tương lai. Thấy cậu ấy cũng được. Nhưng mà tôi quên cái cậu ấy sống ở đâu vậy? Dạ con sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tên của cậu là gì tôi quên mất rồi. Dạ con tên là Nguyễn Duy Khang. Rồi cậu làm gì ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ con làm kỹ sư. Kỹ sư gì con? Dạ con làm bên xe. À được. Sửa xe Vespa đó cô, Vespa là mắc tiền lắm. Chiếc 5-7 ngàn, trăm mấy 200 triệu luôn á. Thì cô cũng không có nói gì con bé nhà cô á. Nó hay cũng bướng bỉnh, như chỉ có một mình con nó thôi, thành ra cô cưng chiều. Nếu mà sau này hai đứa mà có tiến tới hôn nhân ấy, thì cháu hãy lưu tâm giùm con bé cho cô. Dạ. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Tôi xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường với toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là nói giọng Bắc nhưng mà ở khu vực người Bắc. Chứ tôi là cũng 60 tuổi nhưng mà sinh trưởng trong miền Nam. Về cháu nữ bên này thì là tiêu chí của gia đình tôi là rất là dễ. Miễn sao hai cháu mà cảm thấy là thích hợp thì đó là được. Chứ không có vấn đề gì. Còn con dâu trưởng của tôi bây giờ tôi muốn nó đi mà nó cũng không đi. Nó nói má đừng có cho con đi, con thích ở với ba má. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bây giờ là chuyện của em đó Khang. Mạnh mẽ lên nha, men lên à. Anh chào em. Dạ chào anh. Dạ. Anh Bình ngưng gọi kìa. Bó hoa cũng rất là đơn giản nhưng mà ở trong đây có mang hai ý nghĩa. Thì thứ nhất là ý nghĩa nhất là bông hồng là đại diện cho tình yêu, và cái gói mà hoa màu tím á là đại diện cho sự chung thủy của anh. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi, ngồi xuống tâm sự tiếp. Em có câu hỏi gì cho anh không? Thì anh thấy em như thế nào? So với tiêu chuẩn của anh thì em hết sức tuyệt vời. Em không cao đâu nha, em không có được 1m6 đâu à. Không sao em, anh sẽ cố gắng tìm những phương pháp để giúp em cao hơn. Không gấp gì trời. Nhưng em đính chính lại thì em không cao nhưng em vẫn chống chân tới mô tô đó nha. Anh chỉ cần em chống chân tới chiếc xe của anh là được rồi. Dạ. Em có hay đi du lịch không? Em thì cũng ít lắm. Em thì chủ yếu là ở Sài Gòn thôi, thỉnh thoảng thôi. À, chắc là em phải lo công việc kinh doanh đúng không? Với lại em cũng không đam mê du lịch lắm. Wow. Em thì lại thích đi biển thôi. Cái sở thích đi biển của em cũng rất là giống anh. Hát tặng của anh bài đi em. Lấy cái nẻm của anh sẽ tặng em một bài. Một khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn. Trái tim anh này, cánh tay anh này, có anh đây. Em cảm thấy anh như thế nào? Tại vì lên đây thì nó dung thôi. Em thấy cũng men mà, đâu có tí. Bình thường thôi chứ có gì đâu mà lại nó có tí. Nói chung là thì anh thì đúng như em, mẫu người con trai em thích. Cao hơn em nói chung là thấy nói chuyện với anh là em phải nhìn lên không này, thấy không? Nhưng mà là thích như vậy đấy. Còn em cảm nhận gì cái nắm tay với bạn gái? Tay của ấy không mềm. Nhưng mà em thích như vậy. Tại vì em nghĩ là cô ấy sẽ rất là chăm lo làm việc nhà. Giống như là mẹ của em. Cài hàng quá. Thôi rồi, về chỗ bấm nút đi chứ còn gì nữa đâu mà. Bên phải, bên đây xíu. Trời ơi, ông thợ, ông kỹ sư, ông sửa gì mà có cái nút ông kiếm ông ra. Kệ người ta đi, cô lo quá, cô lợ sợ người ta không tìm ra được cái nút bấm hay sao vậy? Dạ không, em chỉ thôi. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai em. Chúc mừng luôn. Mời hai em. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Rồi, xin phép mẹ hôn em gái đi. Con xin phép cô